Dạ rồi, cảm ơn bạn. Dạ rồi, mình cứ đi bình thường em. Đây là sảnh lễ tân nha các bạn nhé. Ở đây là sảnh lễ tân khách sạn Masova. Như các bạn đã thấy thì phòng là làm bằng gỗ chắc chắn 100% nhé. Đây là gỗ nhé. À, đúng rồi. À, có một cái mắt này, các bạn có biết mắt này để làm gì không? Mắt này để khi mà nhân viên phục vụ đứng ở phía ngoài này thì bên trong chúng ta có thể nhìn ra được và xem là nhân viên phục vụ, lễ tân, bảo vệ hay là kẻ gian đó, để tránh tình trạng là những người khác người ta trà trộn vào phòng mình nhá. Trước khi vào phòng này các bạn nhìn từ trong nhìn ra là ok. Đây là chiếc thẻ quyền năng nhá. Ok, mở cửa nào. Để lắc em nhỉ, để lắc đúng không? Rồi. Cái phòng đầu tiên này mình sẽ quay hơi kỹ một xíu nhá. Những phòng tiếp theo thì nó cũng tương tự thôi. Ok. Rồi. À, trong phòng này sử dụng mà ánh sáng ấm nhá mọi người nhé, ánh sáng ấm. Dạ đúng rồi. Dạ. Ánh sáng ấm tức là ánh sáng mà nó sẽ màu nó hơi đục đục chứ không phải là màu trắng trong suốt. Màu trắng trong suốt thì nhìn lâu nó sẽ hoa mắt, còn màu ấm này thì cho cái phòng nó sang trọng hơn nhá. Ok, mình sẽ mở cửa phòng này xem là có ban công không nhá. Deluxe. Wow. Đó, quá đẹp luôn mọi người ơi, quá đẹp luôn. À, do vị trí của khách sạn là ở trực diện biển Trần Phú, trực diện biển Nha Trang cho nên là cái hạng phòng thấp nhất là deluxe mình đang quay là cũng có cửa sổ và ban công gần như là được là 1/2 cảnh biển Nha Trang luôn. Đó, nhìn hướng thẳng Vinpearl, nhìn hướng thẳng bãi tắm chỗ sân bóng Thanh Liên, nhìn hướng thẳng qua cáp treo Vinpearl và view bên này là view thành phố nhá, view này là view thành phố. Dạ đúng rồi. Chỗ sân bay, chỗ đường Hoàng Diệu. Đó. Hôm nay Nha Trang nắng quá đẹp mọi người ơi. Dạ đúng rồi. Mình sẽ xem bên trong nhà vệ sinh một xíu nhá. Dạ đây. Ồ, deluxe mà có bồn tắm luôn mọi người nhá. Deluxe mà có bồn tắm luôn nhá. Đó. Được trang bị là hai khăn tắm lớn và hai khăn tắm nhỏ. Đây là hai khăn mặt nhá. Có điện thoại trong nhà vệ sinh luôn. Dạ đây. Dạ. Rất chi sạch sẽ nhá. Mình thử xả nước xem có mạnh không nhá. Đó, rất chi là mạnh nhá. Đúng rồi. Bồn cầu đã được vệ sinh sạch sẽ, có cả máy sấy tóc này. Dạ. Đây là khuôn mặt của mình đây. Dạ chào các bạn. Có bồn tắm mọi người nhá, có bồn tắm nhá. Dạ có bồn tắm nhá mọi người nhá. Đó. Mới keng sẽ beng luôn. Có trang bị kem ốp đánh răng, xà bông cục, lược, rồi cả dao cạo râu. Rồi. Mình sẽ quay ở phía ngoài. Hạng này là hạng deluxe nhưng mà deluxe là hai giường đơn. Đó, hai giường đơn dành cho hai vợ chồng và hai bé nhỏ. Dạ bé nhỏ thôi nhá. Bé nhỏ này tầm dưới 6 tuổi là ok nhá, chứ lớn quá thì nó sẽ hơi chật nhá. Đó. Có tấm trải giường ghi chữ là Masova luôn. Ok. Và trên một cái gối, trên một cái gối có ghi chữ Masova luôn. Đó. Có cả bút và giấy nhá, để các bạn có thể là ghi những cái dòng tin nhắn riêng tư cho khách sạn. Ví dụ là tôi cần dọn phòng này, ví dụ là tôi cần thay ga này, ví dụ là tôi cần vệ sinh này, hay là cần như thế nào thì mình có thể ghi ở đây. Hoặc là chúng ta bảo là viết vào đây là cảm ơn sự ưu đãi của khách sạn đã dành cho chúng ta, kiểu kiểu như thế. Nói chung là các bạn có thể ghi gì tùy ý nhá. À đúng rồi, tôi sẽ ghi gì tùy ý. Đó. Nó có một cái tivi khá lớn rồi. Có một cái gương lớn nằm ngay vị trí bàn trang điểm. Dạ, nó có vị trí bàn trang điểm. Dạ, đúng rồi. Rồi, trong bàn trang điểm thì có điện thoại, có máy nước nóng, có miễn phí cà phê, trà lít tông. Dạ, đúng rồi, và hai chai nước suối. Dạ, có tủ lạnh. Tủ lạnh ở phía dưới thì có để trang bị nước. À, một số loại nước ở trên bàn trên này thì chúng ta sẽ được miễn phí. Còn những nước trong tủ lạnh là mất phí đúng không em? Đúng rồi, ok, nước trong tủ lạnh là sẽ tốn phí nhá. Còn những loại nước ở phía trên là sẽ miễn phí. À, tủ quần áo đây, đúng rồi, lấy ra âm tường không nhìn thấy. Đây. Đây là cái tủ để các bạn có thể là để quần áo nhá. Khi mà đóng cửa vào thì cái tủ này nó sẽ hiện ra. Đó, họ thiết kế một cách rất chi là tế nhị, nó nấp ở trong này lấy giờ. Bây giờ mình không nhìn thấy. Rồi, được trang bị là hai bộ quần áo. À, để đi biển này, à, đi biển. À, đúng rồi. Trước nhà là khách sạn là có cái bãi biển mà của Masova luôn đúng không? Không phải của Masova. À, nhưng mà được phép sử dụng. Dạ, yeah, ok.
có hợp tác hết rồi, đúng rồi. Đó. Rồi như vậy là mình đã review xong cái hạng deluxe. Hạng deluxe là hạng bình dân nhất của khách sạn đây mà cũng quá là đẹp rồi, quá là chill rồi. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua một vài hạng khác nhé.